Bạn có biết hạnh phúc là gì không? Là khi bạn làm bất cứ việc gì, nó đều đem lại cho bạn cảm giác dễ chịu, an yên. Ngược lại thì khổ là sự bức bối, bất an. Khi muốn đạt được điều gì đó, càng mong cầu, càng xa tầm với, sinh ra cảm giác hụt hẫng, khó chịu. Vậy làm sao để có hạnh phúc? Những gì của quá khứ, hãy để cho nó nhẹ nhàng qua đi. Những gì của tương lai chưa đến, thì đừng có ở đó chờ đợi, cho mình cái hy vọng ảo tưởng và trói mình trong đó. Chi bằng, hãy sống cho giây phút hiện tại và hít một hơi thật sâu. Bạn có thấy gì không? Bạn còn thở, nghĩa là bạn đang hạnh phúc. Bạn còn sức khỏe, nghĩa là bạn đang hạnh phúc. Hôm nay bạn có cơm để ăn, có nước sạch để uống, nghĩa là bạn đang hạnh phúc. Trên đầu vẫn còn đó mây xanh, không khói bom chiến tranh, nghĩa là bạn đang hạnh phúc hơn rất nhiều người đang sống ở các nước đang có binh biến trên thế giới. Mình vẫn hay nói với mọi người về sự tha thứ và lòng biết ơn. Vì căn bản, mình từng không có hai thứ này. Khi ta ghét hoặc không thích ai đó, không biết đối phương có cảm nhận hết hay không, chứ bản thân ta là người nhận nó trước tiên. Vì ta bỏ nó trong lòng mà. Tâm bệnh cũng là từ đây mà ra. Nói là một chuyện, nhưng để áp dụng thực tiễn rốt ráo lại là một chuyện. Mình đã mất 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7 năm để làm được điều đó. Nếu bây giờ có ai hỏi rằng điều hạnh phúc hiện tại với mình là gì, thì câu trả lời chính là ngay khoảnh khắc còn đang hiện hữu này, mình đang tồn tại. Mình không còn thù hận hay căm ghét ai cả. Mình thương tất cả và trân quý những gì đang có. Chỉ là vậy thôi. Chỉ là như vậy thôi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.